Lion Cleaner, sư tử cùng với chiếc máy hút bụi. Cleaner là chiếc bottle đã xuất hiện từ rất lâu của Bill, nhưng anh chỉ tận dụng được nó khi kết hợp cùng với Lion, máy hút bụi, thổi ra một luồng gió để vô hiệu hóa chuyển động kẻ thù cũng như hút những đòn tấn công của chúng. Ngoài ra nó còn có một công tắc ải ra những gì đã hút được, giống như khi kết hợp hình dạng Gorilla Diamond để tạo ra đòn Phoenix Vortex Attack của combo Bestmark kia. Còn khi kết hợp với Lion, chiếc vòi hút bụi cũng khả năng tận dụng làm vũ khí, nhưng phần tấn công vẫn thuộc về phía tài của mãnh sư. Với chiếc đầu sư tử bên tay phải của mình, anh dán những đòn tấn công cực mạnh như những cú cắn mãnh liệt từ loài thú của những vùng đồng cỏ hoang mạc. Nguồn năng lượng tỏ ra từ chiếc đầu sư tử Lion tấn công bọn chúng. Đòn Vortex Attack của anh sử dụng Cleaner để hút kẻ thù, giữ chúng một khoảng cách nhất định, sau đó tụ lực ở tay phải tạo ra một chiếc đầu sư tử khổng lồ tấn công nó người kẻ thù như một phim trưởng chân chính.